Bạn sợ mua phải tranh gỗ mục mọt đúng không? Đừng có lo, hãy đến với tranh gỗ Minh Châu của Chồng chúng tôi. em mua nuôi cá chép 7 năm nay rồi, nhìn vẫn còn nguyên. Chúng tôi còn nhiều những cái khách hàng khác mà mua cách đây mười mấy năm, gỗ vẫn rất là nguyên bản. Nên quý khách đừng có ngại gì, hãy xem kỹ những cái video tranh gỗ của chúng tôi đây. Gỗ được hoàn thiện sơn PU không màu và vân gỗ cực kỳ đẹp. Cam kết 100% là gỗ hương đá của Nam Phi. Bộ này là tứ quý 37, 1m07, dày 3 phân bằng gỗ hương đá của Nam Phi móc kênh mông. Và chúng tôi còn có những cái loại gỗ khác như gỗ hương đỏ, gỗ vụ, gỗ gõ. Thì gỗ nào thì chúng tôi làm cam kết nó là loại gỗ đấy. Nên quý vị mua tranh của chúng tôi thì được bảo hành 3 đời. Quý vị ngắm kỹ từng cái chi tiết đục của chúng tôi. Chúng tôi quay rất là chậm để quý khách được xem và được mua, phải được mua được những cái hàng chất lượng và giá cả thì hợp lý. Như bộ này của chúng tôi bán thì với cái giá rất là hợp lý thôi, nó chỉ có 6.800.000 đồng bao ship toàn quốc cho quý vị. Thì quý vị mua cái tranh gỗ của chúng tôi thì được bảo hành 3 đời và cam kết chất lượng gỗ, loại chủng loại gỗ là 100%. Quý khách bao bao test, bao kiểm tra. Nếu mà sai là chúng tôi đền gấp 10 lần giá trị sản phẩm. Nó là loại gỗ tốt rồi thì không bao giờ phải lo cong vênh hay mối mọt. Quý vị chỉ lo cái chỗ treo nhà mình làm sao cho nó phù hợp, chọn những cái tác phẩm của chúng tôi làm sao phù hợp cho cái chỗ treo của nhà mình. Trên kênh của chúng tôi, trang của chúng tôi như Facebook, Zalo, TikTok, YouTube, nó đầy đủ hết, đầy đủ cái sản phẩm của chúng tôi đăng ở trên các cái trang mạng xã hội thì quý vị xem, theo dõi của chúng tôi sẽ xem được nhiều những cái tác Đây phẩm. là toàn bộ những cái xưởng sản xuất của chúng tôi. Đây là những cái kho xưởng của chúng tôi đấy.